Hello, chào mừng tất cả anh chị đến với kênh Mr. Car VinFast nha. Hôm nay em sẽ mang đến tất cả anh chị một chương trình mua xe trả góp cực kỳ hấp dẫn luôn nhân dịp cuối năm này. Đó chính là anh chị hộ khẩu ở tỉnh chỉ cần bỏ ra 35 triệu đồng thôi là mình đã có thể sở hữu một chiếc VinFast Fadil rồi. Và đối với anh chị nào hộ khẩu ở Sài Gòn thì mình bỏ ra số tiền là 50 triệu đồng. Em nhắc lại đối với số tiền trên là mình đã bao gồm tất cả chi phí đăng ký này luôn rồi nha. Không có tốn thêm chi phí nữa hết, cam kết là không có phát sinh. Nó rất là rẻ, rất là thích hợp luôn. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua xe trả góp thì vui lòng liên hệ em một số điện thoại em để phần thông tin mô tả bên dưới nha. Cảm ơn anh chị đã coi video của em.